Đảng ủy Công an tỉnh vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Công an tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy cấp trên, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và quá trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiều chỉ tiêu đề ra được hoàn thành. Một số chỉ tiêu thực hiện vượt mức so với cùng kỳ như số người xuất cảnh trái phép giảm 24,7%, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 19,6%, tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm về trật tự xã hội đạt 93,9%, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Trong những tháng cuối năm, dự báo tình hình trong nước và trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Do đó, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở và công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế của địa phương. Tại hội nghị, 10 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020 được tỉnh ủy tặng bằng khen.